Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Sự bày tỏ trọn vẹn, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Mác đoạn 6 từ câu 45 đến câu 56. Ngay sau đó, Đức Chúa Giê-xu dục các môn đồ xuống thuyền đi trước qua bờ bên kia, hướng về thành Bết-sai-đa. Trong khi Ngài cho dân chúng ra về, sau khi từ biệt họ, Ngài đi lên núi để cầu nguyện. Tối đến, thuyền ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất liền. Ngài thấy các môn đồ chèo chống vất vả vì gió ngược, nên khoảng canh tư đêm ấy, Ngài đi trên mặt biển mà đến với môn đồ. Ngài muốn vượt lên trước họ, nhưng khi thấy Ngài đi trên mặt biển, các môn đồ tưởng là ma nên la lên, vì tất cả đều thấy Ngài và hoảng sợ. Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán với họ: "Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ." Rồi Ngài bước lên thuyền với các môn đồ và gió yên lặng. Họ vô cùng kinh ngạc vì không hiểu ý nghĩa của phép lạ hóa bánh, do lòng họ còn cứng cỏi. Khi đã qua đến bờ bên kia, Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ đến đất Gê-nê-sa-rết, neo thuyền tại đó. Vừa ra khỏi thuyền, dân chúng liền nhận ra Ngài. Họ chạy khắp vùng, hễ nghe Ngài ở đâu thì khiêng những người bệnh nằm trên giường đến đó. Bất cứ nơi nào Đức Chúa Giê-xu đến, hoặc làng mạc, thành thị hay thôn quê, người ta đều đem những người bệnh đặt tại các chợ và nài xin Ngài cho họ ít ra cũng được chạm vào gấu áo của Ngài. Những ai đã chạm đến đều được lành bệnh. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Mác đoạn 6 câu 50. Nhưng Đức Chúa Giê-xu liền phán với họ: "Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ." Khán giả đã được thưởng thức giọng ca của diễn viên Emily Blunt đóng vai chính trong phim Mary Poppins Trở Lại. Điều ngạc nhiên là tận 4 năm sau khi kết hôn thì người chồng mới phát hiện tài năng thanh nhạc của cô. Trong một buổi phỏng vấn, anh đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi lần đầu nghe cô hát. Anh nghĩ, khi nào thì em mới cho anh biết điều này đây? Trong các mối quan hệ, chúng ta thường khám phá những điều mới mẻ, đôi khi là điều bất ngờ khiến chúng ta ngạc nhiên. Trong sách Phúc Âm Mác, các môn đồ bắt đầu với một bức tranh chưa trọn vẹn về Chúa Giê-xu và họ rất khó khăn để hiểu được Ngài là ai. Tuy nhiên, trong một lần ở biển hồ Galilee, Chúa Giê-xu đã bày tỏ nhiều hơn về Ngài. Lần này, Ngài bày tỏ quyền năng trên sức mạnh của thiên nhiên. Sau khi hóa bánh cho đám đông hơn 5.000 người ăn, Chúa Giê-xu sai các môn đồ đến biển hồ Galilee và họ gặp một cơn bão dữ dội. Lúc trời gần sáng, các môn đồ kinh hoàng khi thấy có người đi trên mặt nước. Chúa Giê-xu cất giọng nói quen thuộc, trấn an họ rằng: "Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ." Rồi Ngài dẹp yên những cơn sóng gào thét. Khi chứng kiến quyền năng lớn lao như vậy, các môn đồ vô cùng kinh ngạc. Ngay cả khi họ cảm thấy rất khó để hiểu hết trải nghiệm về quyền năng của Đấng Christ, khi kinh nghiệm Chúa Giê-xu và quyền năng của Ngài trên cơn bão cuộc đời, chúng ta có được một bức tranh toàn diện hơn về chính Chúa và chúng ta kinh ngạc. Việc biết được quyền năng của Đấng Christ giúp chúng ta có một bức tranh đầy đủ hơn về chính Ngài như thế nào? Các câu chuyện khác trong Kinh Thánh bày tỏ điều gì về quyền năng của Chúa? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Chúa Giê-xu ơi, con kinh ngạc về quyền năng của Ngài. Xin mở mắt chúng con và bày tỏ cho chúng con biết nhiều hơn về Ngài để chúng con thờ phượng Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.